Ông bố tỷ phú keo kiệt Warren Buffett và cách dạy con trứ tranh đựng xin tiền bố. Ba người con của Warren Buffett chỉ nhận được 90.000 đô khoản tiền thừa kế, trong khi ông dành hẳn hàng tỷ đô để làm công việc từ thiện. Warren Buffett là cổ đông lớn nhất, kiêm chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway Mỹ. Ông lọt vào top những người giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Warren Buffett luôn quan niệm con cái phải tự tạo chỗ đứng của chúng trên thế giới này. Và theo ông, sai lầm của các bậc cha mẹ là dạy cho con về tiền bạc quá trễ, trong khi có thể hướng dẫn chúng ở tuổi mầm non. Nhận định của ông hoàn toàn có cơ sở. Theo một nghiên cứu đến từ trường Đại học Cambridge, trong độ tuổi 3 đến 4, trẻ hoàn toàn có thể hiểu các khái niệm cơ bản về tiền bạc. Đặc biệt, trong nuôi dạy con, ông không hề cho con cái biết chúng là con của một người cha giàu có. Ông lo rằng những đứa trẻ sướng tự trong trứng sẽ quen lối sống hưởng thụ, chừa dẫm, thiếu động lực phấn đấu. Vậy nên từ nhỏ, các con ông không hề biết gì về gia thế khủng của mình. Họ sinh ra và trưởng thành trong một ngôi nhà bình thường có 5 phòng ngủ, học ở trường công, đi bộ để đến trường và vẫn phải làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt. Mãi đến khi trưởng thành, nhờ đọc báo, họ mới biết cha mình là tỷ phú nổi tiếng. Đặc biệt, Warren Buffett luôn từ chối nếu các con vay tiền. Khi con trai út Peter hỏi vay tiền bố để làm dự án âm nhạc, ông lạnh lùng nói không. Tương tự, khi con gái lớn Susan ngỏ ý vay bố 41.000 đô để cải tạo nhà bếp sau sinh con thì cũng bị từ chối thẳng thừng, đừng vay tiền bố, đi mà vay ngân hàng. Mặc dù không cho con vay tiền nhưng ông đã dạy cho các con bài học tự lực cánh sinh. Cách giáo dục của Warren Buffett đã giúp ba người con hiểu rằng nếu tin cha sẽ ra tay cứu giúp mỗi khi mình gặp rắc rối về tài chính thì sẽ làm suy yếu bất cứ thành công nào mà mình đạt được. Warren Buffett, 89 tuổi, người đứng thứ 3 trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới 2019, nguồn ảnh Hetapis. Không thể phủ nhận cách giáo dục đặc biệt của Warren Buffett đã giúp ba người con của ông đều thành công và có chỗ đứng trong xã hội nhờ vào năng lực thật sự của bản thân. Con gái lớn Susan Alice hiện là chủ tịch của quỹ số chuyên về giáo dục và xóa đói giảm nghèo. Con trai kế Howard Graham là chủ tịch điều hành của quỹ Howard G. Buffett, một tổ chức đầu tư vào an ninh lương thực toàn cầu và giảm thiểu xung đột. Còn con trai út Peter, một nhạc sĩ chuyên sản xuất phim, đồng chủ tịch của NOR.